Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thiên Long Vlog của mình. Thì cái chủ đề video ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn biết là về cái bảo vệ cái xe của mình. Thì bảo vệ như thế nào? Có nghĩa là với cái chuyện trong nhà các bạn ít chạy. Đó, thì ít nhất là phải có cái đầu để phủ là cái xe, chứ không phải là những cái mền mà mình phủ lại nhìn nó xấu lắm. Đó, thì bữa nay là mình mới nhập về là cái đầu chùm yên. Ý, không phải, lộn. Chùm xe, sorry các bạn. Thì cái đầu chùm xe, thì cái đầu chùm xe trên thị trường bán rất là nhiều loại, nhưng mà để tìm được một loại mà nó vừa bền, nó vừa đẹp và nó đảm bảo được những cái nhu cầu để bảo vệ được cái xe của mình khi mình dựng trong nhà, ngoài sân cũng vậy. Đó, nhiều khi nhiều bạn ở nhà xe đông, các bạn để ngoài sân, đó ít nhất phải có đầu chùm xe lại để bảo vệ. Nhiều khi mưa rồi bụi nó bám này nọ đồ. Thì bữa nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái đầu chùm full xe của chính hãng TLG. Đó, thì nó có gì đặc biệt? Thì cái thứ nhất là giải, nó là giải hai lớp. Có nghĩa là nó lớp ngoài nó màu đen, lớp trong nó màu bạc. Các bạn có thể lộn ra lộn vô các bạn xài. Đó, nó không có bị ảnh hưởng gì hết, chiều nào xài cũng được hết. Và đặc biệt là nó chống bụi mà nó chống luôn nước mưa luôn, nó không thấm nước cho các bạn. Thì cái này là quá tốt cho với cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Nhiều khi các bạn để xe ngoài sân rồi, ok, mình giờ mình sẽ đưa cái video cái camera về sau để mình quay cho các bạn xem ha. Mình sẽ khui ra, mình sẽ chùm, mình test thử cái xe ở đây. Thì cái bảng mà form của nó rất là to, các bạn có thể xài cho những dòng phân khối lớn luôn và những dòng xe nhỏ luôn ha. Phía dưới nó sẽ túm lại rồi, ok, mình sẽ quay clip ha. Ok, bây giờ mình sẽ đem mẫu mấy cái ra, mình sẽ không khui hết lại đâu, mình sẽ khui hết ra. Đó, mình sẽ bây giờ là mình trước tiên là mình sẽ coi, các bạn ở ngoài thì coi ở ngoài trước đi ha. Các bạn thấy chữ TLG không? Cái chữ TLG được in phản quang các bạn. Đó, chứ không nhiều khi các bạn dựng xe ngoài sân tắt đèn hết, thì ít nhất là nó có cái này để biết là cái xe bạn để đó nó sẽ phản chiếu ánh sáng lại. Đó, là đây là cái điểm cộng đầu tiên cho cái áo chùm xe TLG Gassi này ha. Đây là áo chùm xe chính hãng, thì nó cũng rất là nhẹ các bạn, rất là nhẹ, nhưng mà tới hai da lận, có nghĩa là ngoài màu đen trong màu bạc như hồi nãy mình nói trên cái đầu video. Thì giá một bộ chùm xe như vậy là 250 ngàn, chỉ 250 ngàn thôi là các bạn có thể là xài mãi mãi luôn. Đó, nhiều trên thị trường có rất nhiều loại áo chùm xe đó, nhiều khi loại nó bằng giấy thun á, dạng á. Nhiều khi mấy anh em lỡ đi qua móc vô cái nó kéo ra nó bung chỉ tùm lum tà la hết đó. Những cái loại đó có mấy chục ngàn thôi, trăm mấy á, xài nói chung là nó cũng không có bền lắm đó. Thì từ xưa tới giờ mình sẽ không có bán cái này, nhưng mà lúc mình test thử mình thấy nó ok đó, ok, có thể khách hàng cũng sẽ chuộng cái dòng này đó, mà tại mình thấy nó vừa tiền đó và cái những lợi ích nó mang lại rất là cao. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Rồi, mở ra giùm anh cái. Đây, đây là cái bên trong của nó. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó rất là to các bạn nè, rất là to. Đây, đó, các bạn thấy không? Cái đường chỉ mai cũng rất là đẹp nè các bạn. Các bạn thấy nó mỏng chứ nó hai da đó, nó hai lớp đó, có nghĩa là các bạn khi lộn ngược là các bạn xài vẫn được ha. Là lộn ngược là cho mấy anh em coi cái nào. Lộn ngược lại. Đó. Đó, khi anh em lộn ngược là nó sẽ ra màu này. Đó. Thì nói chung là tùy anh em sử dụng, anh em thích màu nào mấy anh lộn là màu đó thôi ha. Chủ yếu là có hai màu là để cho anh em sử dụng là mùa nắng và mùa mưa. Đó, nó sẽ phù hợp tới cái khí hậu, nó không, nó có dơ nhiều. Đó. Thì các bạn anh em lật lại nó sẽ ra màu bạc như vậy. Rồi bây giờ chùm lại, lật lại nè. Nè bây giờ chùm lên chiếc 66 cộng nè. Chiếc này gọi là chiếc chùm mền nè. Không có chạy ngoài đường được. Chạy qua đường là bị lẫm chết. Ây da. Oh.
À, rồi chùm lên thử. Phủ từ đầu tới chân luôn các bạn. Đó, phủ từ trên xuống dưới luôn. Nó các bạn thấy còn rất là rộng ha. Đó, nó còn rất là rộng. Có nghĩa là xài cho những dòng phân khối lớn luôn. Nhiều anh em phân khối lớn á là thường thường là đi tour xa hoặc đi phố người ta mới sử dụng thôi. Thường thường là trong Sài Gòn người ta sẽ đi xe nhỏ. Đó. Mình không biết đúng chiều hay không đó. Đàn em mình nó chùm. Rồi ok, đúng chiều đó. Chữ TLG ở đây nè. Các bạn thấy không? Đây còn dư nó kéo xuống. Đó. Từ đầu tới chân luôn các bạn. Còn rất là dư, rất là nhiều nè. Dư rất là nhiều. Đó. Đó. Thế là xong. Trong mưa, trong bụi. Đó, nhiều khi anh em dựng cái quán ăn đi. Dầu mỡ rồi nó đi ngang nó văng vô. Ok, giá một bộ như vậy chỉ có 200. Mình đã cập nhật sản phẩm trên Shopee. Dính em mua hàng có thể đặt trực tiếp để trả luôn. Ok. Rồi ok, đó, phía sau mình là nó là như vậy. Thì nếu anh em có nhu cầu sử dụng thì anh em có thể đặt trực tiếp trên Shopee luôn. Đây là hàng chính hãng của TLR Asin. Các bạn không lo về sản phẩm nhái gì hết. Đó, những cái dòng này mình sẽ bán hàng chính hãng. Thì TLG Asin các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Đó, nó là một công ty chuyên đồ bảo hộ như là phản quang này nọ đồ và áo chùm xe. Giá một bộ vậy là 250.000. Ok, bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn thấy clip này hay đó và thắc mắc cần tư vấn cái gì, các bạn có thể là comment bên dưới dòng mô tả, dòng comment. Xin lỗi, mình nói lẹ quá, mình nói bị liệu. Thì các bạn có thể là comment phía dưới dòng comment đó, là mình sẽ tư vấn trực tiếp ở dưới. Còn không các bạn có thể alo trực tiếp cho mình, số điện thoại phone của mình để dòng mô tả. Và nhớ đặc biệt là đăng ký. Nếu các bạn nào chưa đăng ký thì những đăng ký và một like cho video này để đón xem những cái video mới của mình về sau. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc từ đây. Bye bye các bạn.